Hello anh em, quay cho anh em ít khuôn kẹo anh em ngâm cứu và mua về. Một khuôn rất chi là rẻ, tiện dụng, anh em nào cũng có thể mua được. Chưa? Đây là 635 xuyên phá nhá, 8 lỗ. Em báo giá luôn một khuôn này là 3,5 triệu. Đấy, giá hạt rẻ luôn. Đấy, đây là cái dầu nó đây, nó hàn lên. Đấy, đây là viên sản phẩm đóng ra từ khuôn, không có tí vía nhé, không có vía. Đóng em đang váy dày, đóng váy mỏng cũng có chưa. Đây là khuôn 5,5 xuyên phá, thấy chưa, loại dài, đóng xong nói chung là nhìn không có vía luôn. Đấy, bóng cực bóng luôn, không có vía và cực bóng. Sản phẩm rất chi là ok. Đấy, mặt khuôn đây. Đây nè, đây tiếp hai cái mẫu nữa, đây là 5,5. Cũng xuyên phá nhưng mà xuyên phá ngắn. Đấy, em nhìn nào, chất thì không phải hỏi luôn, đừng có nghĩ ngợi, không phải nghĩ ngợi gì nữa luôn về cái loại kẹo này. Chưa? Chất liệu khuôn thì là thép SKD11. Đấy, đây chẳng qua em để lâu nó dầu nó bám vào thôi. 3,5 triệu một khuôn, một mặt nhé, hai mặt thì giá khác, hai mặt thì bán giá khác. 635 xuyên phá. Đây em đang thử bộ khuôn đây. Đúng thì là khách bom, khách đặt, nhưng mà chả phải là nói là bom, là không nhận thì gọi là bom thôi, nhưng mà lý do không nhận là bởi vì khách đi người giáp Campuchia ở trong Tây Linh. Đấy, đi sang mới đánh bạc là bị bắt, nên là không lấy khuôn nữa. Thì khuôn em mang về em làm thì bây giờ nó cũng hơi cũ rồi. Anh em nào thiện chí lấy khuôn hai mặt, một mặt 5,5, một mặt 635 nhé, thiện chí thì để báo alo cho em, số điện thoại em đây, 0963 797 36. Đấy, số điện thoại của em thì em sẽ để rẻ cho bộ khuôn này, chỉ mấy đồng thôi, không đắt đâu nhé. Một mặt 5,5, một mặt 635 là xuyên phá nhé, là khuôn 16 lỗ, thép SKD đã nhiệt luyện. Đấy, một khuôn này đầy đủ nhá, không phải là độc khuôn đâu, có mặt dẫn hướng, thấy chưa. Đấy, có mặt đủ liệu. Đấy, đầy đủ khuôn này và hai chốt đóng váy kèm theo là hai chốt đóng váy. Khuôn nào cũng vậy, bất cứ khuôn nào cũng vậy, là một mặt này một khuôn là gồm có mặt dẫn hướng, một mặt đủ liệu và hai chốt đóng váy. Đây là khuôn hai mặt, một mặt là 635, một mặt là 5,5. Đấy, em có thể nhìn khuôn kẹo váy rất đẹp nhá. Yeah, kẹo rất chuẩn, rất bóng luôn. Đấy, có một chút vía mỏng như tờ giấy, sự xong luôn. Đấy, đây là 635. Khuôn này cũng có hai mặt mà giá yêu thương lắm anh em ạ, giá cực kỳ yêu thương luôn, không đắt đâu, anh em cứ liên hệ số điện thoại đi, không đắt đâu mà anh em phải lo nhé, cực rẻ luôn, cực yêu thương luôn. Đấy, khuôn thì nhà em rất nhiều loại, mẫu mã đa dạng. Đấy, chơi ai anh em nào liên hệ, đặt chơi là có để chơi luôn, không phải nghĩ ngợi gì đâu. Đấy, 635 xuyên phá này. Đấy, bữa nay lại không còn cái mẫu 5,5 lấm thường nào, chỉ có 5,5 hai mặt này, một mặt 5,5, mặt 635 loại lấm thường, hầu như đây còn lại toàn xuyên phá chết rồi. Bọn này nó chạy kiểu gì vậy này, toàn xuyên phá hỏng rồi. Đấy, số điện thoại em nhá, 0963 797 36. Đây, mẫu kẹo này đang chơi rất chi là ok đấy anh ạ, xuyên phá này, đi chơi bem thú cứ cái một là dụng, cò to là cứ cái một dụng thôi, không nói chung là nó bắn vào chân thì em chịu các bạn, còn nếu bắn vào người nhá làm luôn, được chưa, không bay đâu, anh em cứ chơi đi thoải mái.
mà độ chuẩn xác cực kỳ cao luôn. Đấy, em thích khuôn nào hay thích kẹo em cũng bán cả kẹo. Bán cả kẹo cho anh em nhé. Kẹo giá cũng yêu thương thôi. Đấy, nhưng mà mỗi tội là kẹo em không cho kiểm đâu. Khuôn em cho kiểm thoải mái. Những kẹo thì không kiểm các bác nhé. Các bác số điện thoại 0963797336 liên hệ cho em, đăng ký kênh để có khi nào vài bữa nữa em ra cái mẫu kẹo mới em sẽ alo cho các bác nhé, sẽ đăng lên và các bác sẽ biết mẫu kẹo mới của các bác chưa mua về chơi thử. Rồi, chào các bác.